Sao Vàng Nhật xin chào các bác, em lên sóng tiếp một con máy đích thị là ngon bổ rẻ, một con máy của dòng Panasonic. Em bán bao giá cực rẻ luôn cho các bác nhé. Cái chiếc này em bán là 2 triệu 6 này, bảo hành 1 năm cho một cái dòng máy Panasonic rẻ hơn cả những cái dòng Nationa. Em để mã số 15, một con TM1. Đặc biệt là khi các bác mua con máy này, các bác được tặng một voucher trị giá 500.000 cho đơn hàng sau nhé. Voucher này sẽ có thời hạn trong vòng 1 tháng. Đây. Khi các bác sản phẩm sau các bác mua các cái máy lọc không khí này, máy rửa bát, máy hút ẩm, cái nước nóng lạnh thì em sẽ trừ 500.000 trực tiếp cho các bác nhé. Nếu mình không có nhu cầu mua nữa thì mình có thể cho bạn bè giới thiệu, bạn bè ai mua thì tùy các bác, còn không thì mình có thể bỏ đi ạ. Đấy. Một con TM1 giá có 2 triệu 6 thôi, hình thức thì em đã làm cũng khá là ổn rồi. Đấy. Cái dòng máy Panasonic này nó rất là bền, nói chung là ngon bổ rẻ các bạn. Thời điểm này quá rẻ luôn. Mã máy nữa các bác nhé, series máy này 00943 nhé, đời 2009. Các chức năng máy hoạt động tốt, thời gian sấy các thứ này các bác, thời gian sấy 30 phút hẹn giờ, các chế độ rửa tiêu chuẩn, các đèn báo chu trình rửa. Đặc biệt con này là cái nội thất của nó, em nhìn thực tế đây các bác, nó còn rất là sạch này. Đối với một con TM1 thì đây nội thất này phải đánh giá vào cái hạng cực đẹp đấy các bác nhé, nội thất cực đẹp luôn. Nhìn bên trong đây máy so thứ nói chung là đẹp. Đấy, nhiều khi các cái máy rửa bát nó cũng rất là khó để nói đời cao, nhưng mà nhiều con thì nó cũng bị dính vôi một chút thì mình cũng không thể làm đấy được, nhưng mà con này thì nó được cái may mắn này, nội thất nó còn khá sạch. Đấy, cửa mọi thứ hoạt động ok. Đấy, giá có 2 triệu 6 thôi ạ, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển các bác nhé, chưa biến áp. Các bác nào chốt các bác liên hệ, tặng kèm voucher trị giá 500.000 cho đơn hàng tiếp theo nhé. Chào các bác.